cơm gà nó có phịch lên nè quý bà con, nhưng mà đánh giá của anh là nó không có bị thúi. Bà con, lại là em cháu Long đẹp trai đây. Hôm nay em có ghé cái ao của anh Phụng ở bên Ninh Thạnh Lợi, Bạc Liêu của mình. Thì ao của anh là mới vừa cắt lúa xong. Thì ao này 30 công mà em mới cho bơm nước lên đầy rồi, ngập các gốc gạ rồi. Và em sẽ cho tiến hành xử lý gọi là phân hủy gốc gạ. Có nghĩa là cái gốc gạ này chúng ta sau khi cắt lúa đó thì chúng ta phải ngâm để làm sao cho nó phân hủy cái gạ này ra. Khi chúng ta đưa nước lên để chúng ta cải tạo đó, là chúng ta nuôi tôm đó, thì cái gạ nó không có bị ra cái mủ trong cái gạ nữa, là làm cho cái nước của mình á, là khi mà cái gạ nó không ủi hết á, nó sẽ bị là nước đỏ hoặc là cái nước màu đen sẫm đen, hoặc là cái nước nó bị thúi. Có nghĩa là khi quý bà con hửi là cái mùi nó hôi của ba cái xác của gọi là thực vật của quý bà con nó phân hủy ra đó, gọi là ngộ độc hữu cơ đó. Thì hôm nay là em sẽ cho tiến hành là xử lý cái phần gốc gạ này, là trong cái giai đoạn mà chúng ta ngâm để phân hủy đó, là em sẽ xử lý trong vòng là 10 ngày, có thể lên 10, 12 ngày, tùy ao, có thể lên tới 15 luôn cũng được, tùy. Miễn làm sao để cho cái trong thời gian chúng ta ngâm lên đó, là cái gốc gạ nó phân hủy hết, là để cho khi chúng ta đưa nước lên cải tạo đó, là nó không còn ra nước đỏ, nước đen, nước thúi nữa. Mục tiêu chỉ có nhiều vậy thôi, và làm cho cái ao chúng ta nó được sạch. Để khi chúng ta xử lý đưa nước xuống và chúng ta nuôi tôm đó, thì con tôm nó sẽ khỏe mạnh, cái nước chúng ta không có bị nhiễm độc tố nha. Rồi bà con lại đây coi với em nha. Thì cái bộ xử lý của em á, nó gồm có hai món. Là cái món chủ lực á, chính là cái món này, là cái món phân hủy gốc gạ ZK07 của công ty, là chuyên phân hủy các cái gốc gạ gọi hoặc là xử lý cái nước thúi hoặc là nước ngộ độc hữu cơ do thực vật nó phân hủy. Và cái thứ hai là cái gói Navet Biozim. Thì cái bộ này là em cho chung, ông này là nhiệm vụ là xử lý đáy ao, các cái mùng bã và làm cho cái nước nó được sạch. Còn cái ZK07 thì có nhiệm vụ là phân hủy cái gốc gạ để cho nó phân hủy tốt, khi mà chúng ta đưa nước vô thì không có bị hiện tượng là bị ngộ độc hữu cơ, là nước đỏ, nước đen, nước thúi ha, để chúng ta phù hợp với nuôi tôm. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành là xử lý. Thì với một bộ như vậy thì cho xử lý là từ 5 công vuông với quý bà con ha. Em sẽ bắt đầu tiến hành xử lý. Thì cái ao này là 30 công, em sẽ xử lý tổng cộng là 6 bộ. Dạ đây, rất là rộng nha quý bà con, 30 công. Rạ nó đang rất là nhiều, rôm rạ nó đang rất là nhiều ở trong ao này. Chúng ta bắt đầu tiến hành xử lý. Rồi em cháu bắt đầu tiến hành khui cái gói Navet ra cho quý bà con mình xem nha. Đó là một cái gói bột màu trắng nha quý bà con. Rồi cái gói thứ hai là cái ZK07. Rồi như vậy là chúng ta dùng cái này, chúng ta rưới nước vô chúng ta tạt đều cho 5 công nha quý bà con. Rồi cái này em làm trước 5 công, thì còn lại để anh Phụng anh sẽ làm hết cái phần còn lại là 30 công nha. Dạ.